cửa hàng độ đèn xe máy Son Anh. Xin chào các bạn, mình vừa làm xong chiếc xe Vision năm 2021 các bạn nha. Xe Vision này là qua shop độ lên một cái bóng chiếu sáng V8S, Kenzo V8S các bạn. Bóng này hiện tại là xài chân H4, là dùng cho tất cả loại xe phổ thông như là các dòng xe Honda nè, Yamaha cũng dùng được nè các bạn. Đó, đặc biệt là cái bóng này không có nóng, tan nhiệt bằng lưới nhôm các bạn nha, không có nóng ha. Các bạn thấy ở chế độ code không gây chói mắt, tại vì nó có một cái chụp này như cái núm chống chói các bạn nha, rất là ok ha. Đó, sự tuyệt vời luôn các bạn. Đây là bóng V8S, chiếc Vision năm 2021 thì nhìn rất là sang các bạn nha, có một cái dãy đờ mi nhìn rất là sang luôn. Đó rồi, ok, pha đi em ơi, pha nè các bạn. Rồi tắt đèn maxim ban ngày coi, nhấn giữ 4 giây, nhấn giữ công tắc đèn, tắt maxim SH các bạn, 4 giây sẽ tắt đèn ha, maxim ban ngày coi. Đó rồi, tắt luôn, mở lên, nhấn giữ 4 giây, mở lên. Rồi đây là bóng chiếu sáng V8S zin chính hãng nha các bạn nha, rất là sáng nha các bạn, bóng zin không thể nào thay thế được các bạn, bóng zin nhìn rất là tối nha. Đây là bóng, đây là cái công tắc mà các bạn sử dụng cho tắt mở đèn, tại vì dòng xe của Vision năm 2021 á, thì nó không có công tắc mở đèn nè các bạn, đèn lúc nào cũng sáng hết, cái là bất tiện cho mình trong ở Việt Nam mình thì rất là bất tiện ha. Khi các bạn muốn tắt đèn các bạn nhấn giữ 4 giây 1, 2, 3, 4. Đó, tắt đèn các bạn ha. Đó. Rồi các bạn muốn mở đèn á, các bạn mới nhưng bây giờ tắt đèn nhưng mà các bạn vẫn mới xin được. Đó, mới xin được nha. Rồi bây giờ các bạn muốn mở đèn nhấn giữ 4 giây luôn. 1 2 3 4. Mở đèn. Đó, mở đèn nè các bạn. Đó, ha, code này ha, pha này ha. Đó, cứ là ok các bạn nha. Đó, pha nè các bạn. Sáng cực kỳ sáng luôn các bạn ơi. Ở trong nhà thì mình không có quay phim rõ trực tiếp được, nhưng mà ở ngoài thì rất là sáng nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem nha. Các bạn nào làm xin liên hệ shop nha. Địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Số điện thoại là 0346669686. Số điện thoại này mình có kết nối Zalo, các bạn nào cứ inbox Zalo mình sẽ tư vấn cho các bạn làm đúng chiếc xe mà các bạn đang sử dụng nha. Rồi.